Hello và xin chào các bạn quay trở lại với kênh của Royal Kingdom Việt Nam nha. Và trong video này mình sẽ đưa đến cho các bạn top 5 vị tướng tím tốt nhất cho người chơi Royal Kingdom ở năm 2023. Các bạn nhớ theo dõi hết video để biết rõ về sức mạnh của 5 vị tướng này cũng như cách chơi làm sao cho nó hợp lý nhất nha anh em. Tất cả tướng tím trong tựa game Royal Kingdom thì các bạn đều có thể triệu hồi rất là dễ dàng thông qua việc mở chìa khóa vàng ở trong game. Theo thời gian các bạn sẽ có đầy đủ tướng tím thôi. Tuy nhiên thì còn một cách nữa các bạn có thể triệu hồi tướng tím, đó là các bạn chọn cái quốc gia khởi đầu. Thì vị tướng đầu tiên mà mình muốn mang đến cho anh em ấy đó chính là tướng Doan đấy các bạn. Doan tím sẽ là một vị tướng buff và có khả năng thu thập rất là mạnh mẽ. Với chiêu 1 thì Doan sẽ có 4 giây buff cho bản thân cũng như là đồng minh xung quanh, được tăng 30% sức khỏe của bộ binh này, 30% phòng thủ của kỵ binh và 30% tấn công của cung. Đó, tùy vào cái loại quân mà những người chơi khác mang mà các bạn có thể tăng cái chỉ số nhất định cho họ nha. Và đặc biệt đó là Doan có một khả năng cực kỳ mạnh, đó là các bạn sẽ buff được thêm 50 nộ mỗi giây trong 4 giây. Như vậy thì các bạn sẽ buff được tổng cộng ở đây là 200 nộ nha, sẽ giúp các bạn ra chiêu sớm hơn rất là nhiều. Đối với yêu cầu thịnh nộ để ra chiêu của đa số vị tướng ấy là 1000 nộ, thì với việc Doan buff 200 nộ ấy đã giúp các bạn ra chiêu sớm hơn khoảng 2 giây rồi. Đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn nha. Ngoài ra Doan cũng là một vị tướng giúp các bạn thu gom nhanh hơn khi mà có thưởng tốc độ thu gom 25% cho tất cả loại quân, và các bạn được mang trọng tải thêm 25% nữa. Có nghĩa là các bạn sẽ mang được nhiều tài nguyên hơn, thì thích hợp với anh em gửi quân vào những cái mỏ liên minh, đặc biệt là đi farm vàng rất là tốt. Ở ngoài ra thì Doan còn có khả năng đó là chữa lành này, cái chiêu chữa lành để con Doan thì mai mốt anh em chơi lâu ấy, ở map chinh phạt nó sẽ có thêm cái khả năng là chọn cái chiêu bị động của những con tướng khác. Đó thì các bạn có thể chọn cái chiêu này, nó rất là mạnh. Và cuối cùng là Doan có một chiêu là tăng thưởng sát thương đòn tấn công thường, đó là tăng cả sát thương tấn công và sát thương phản công nha anh em. Đó, nhìn chung là Doan là một vị tướng các bạn có thể dùng để buff này, để farm này, rất là hiệu quả luôn. Đây là một vị tướng mình nghĩ là rất là mạnh để chúng ta đầu tư ở đầu game. Vị tướng thứ hai đó chính là Belisarius. Thì đối với Belisarius các bạn có thể chọn quốc gia khởi đầu đó là Byzantium để các bạn có Beli ngay từ sớm. Belisarius sẽ là một vị tướng kỵ binh và có hai vai trò các bạn. Vai trò đầu tiên đó chính là thiên về tốc chiến tốc thắng, đúng không? Đi đánh nhau, đi tấn công mỏ farm của đối phương. Và vai trò thứ hai đó là đi đánh man rợ nha. Tất cả tướng tím trong game nên các bạn cần phải mắc chiêu một trước, sau đó các bạn có thể nâng những chiêu khác sau cũng được. Với chiêu một thì Belisarius sẽ khả năng gọi là gây một cái lượng sát thương khá là thấp nha, chỉ có 450 thôi, tuy nhiên thì lại gây cái hiệu ứng bất lợi cực kỳ mạnh. Các bạn giảm tới 30% tấn công và 30% phòng thủ của mục tiêu trong 2 giây. Điều này có nghĩa là khi mà đối phương ra chiêu ấy, đối phương cũng bị giảm sát thương và đối phương cũng ăn thêm sát thương nữa, nên là cái debuff của Belly này ở mai mốt các bạn có nhiều đạo quân ấy thì nó vẫn có tác dụng nha, bởi vì những cái đạo quân khác tấn công và cái đạo mà Belly đã giảm sức mạnh rồi thì họ sẽ nhận nhiều sát thương hơn, khá là tốt. Ở chiêu 2 của Belly Cyrus là một chiêu tăng sát thương gây ra cho quân man rợ. Đây là một chiêu cũng rất là lợi hại và quan trọng ở giai đoạn đầu game. Ở đầu game thì các bạn đánh man rợ rất là nhiều chứ ít có khi đánh nhau. Đó thì các bạn sẽ có một con tướng đánh man rợ nhiều hơn, nhanh hơn, giúp các bạn xử lý ở những con man rợ nó tốt thì các bạn sẽ farm được nhiều man rợ hơn nhá. Ở chiêu 3 là một chiêu khá là đặc biệt khi mà các bạn sẽ được tăng phòng thủ của kỵ binh thêm 30%. Phòng thủ sẽ ngon hơn tấn công nhưng mà sẽ không tốt bằng máu nha anh em. Và 30% phòng thủ kỵ binh là rất là lớn. Mai mốt các bạn mà chơi lâu hơn thì các bạn sẽ biết là đây là cái chỉ số rất là quan trọng luôn. Và đặc biệt là sau khi mà rời khỏi trận chiến ấy thì Belly sẽ tăng tốc độ di chuyển thêm 50%. Có nghĩa là giả sử các bạn đánh không lại đi, các bạn đánh mấy người chơi khác không lại thì các bạn có thể chạy, nó sẽ tăng cái tốc độ lên. Hoặc giả sử mà đối phương có nhảy vào mỏ đúng không, để né các bạn, thì con Belly này nó cũng ngay lập tức nó được tăng tốc độ hành quân lên 50%. Nên là đây là một vị tướng theo cái dạng gọi là truy đuổi rất là ngon anh em, các bạn sẽ sử dụng để đi móc mỏ rất là nhiều. Và cuối cùng đó là Belisarius có một chiêu cũng cực kỳ ngon, đó là khi mà đối phương còn ít hơn 50% máu thì Belly sẽ được tăng cái sát thương gây ra thêm 25%. Đó, nó sẽ bù đắp lại khoản thiếu sát thương tới từ chiêu 1 nha. Vị tướng kỵ binh mình nghĩ là khá là toàn diện, các bạn có tốc độ chạy nhanh, các bạn có hiệu ứng bất lợi cho đối phương, các bạn có chỉ số phòng thủ và các bạn có cả sát thương nữa, nó khá là toàn diện. Chỉ thiếu một chút đó là khả năng đánh lan mà thôi. Ở chiêu chuyên môn chỉ đơn giản là nâng cấp cái chiêu 4 của Belly các bạn. Vị tướng tím thứ ba chính là Boudica nha. Ở Boudica thì các bạn có thể sở hữu khi mà bạn chọn quốc gia khởi đầu là nước Anh. Ở Boudica thì cũng khá là giống với Belisarius khi mà cũng là một vị tướng có khả năng đánh man rợ đầu game. Ở chiêu 1 của Boudica là một chiêu sát thương rất là cao, sát thương 1000, và các bạn sẽ giảm thịnh nộ của mục tiêu đi cũng như là giảm tấn công của mục tiêu đi 2 giây. Một chiêu cũng khá là toàn diện nha. Các bạn vừa sát thương cao này, vừa debuff khi giảm nộ sẽ khiến đối phương ra chiêu chậm hơn Boudica khá là nhiều. Ở chiêu 2 thì lại là một chiêu đánh man rợ. Ngoài ra thì cái chiêu này còn giúp Boudica cũng như là vị tướng phụ nhận thêm kinh nghiệm đầu game. Đầu game các bạn đánh man rợ nhiều, các bạn có thể dùng Boudica để kéo những con tướng khác lên cấp, giúp các bạn nhanh chóng sở hữu những vị tướng tím cấp 60 hơn. Chiêu 3 của Boudica cũng là một chiêu rất là hay, kết hợp với chiêu 1. Khi mà chiêu 3 của Boudica ấy, các bạn sẽ
nhận thêm nộ khi mà dùng kỹ năng. Khi mà các bạn dùng chiêu 1 thì đối phương đã ra chiêu chậm hơn do bất nộ rồi, các bạn lại còn ra chiêu nhanh hơn nữa do được hồi nộ. Ngoài ra thì những chiêu này cũng giúp Boudica nhận thêm một ít hệ số chữa lành, cũng khá là ngon khi các bạn đánh nhau, và đặc biệt đánh man rợ cũng ngon luôn, tại vì các bạn đánh man rợ bạn sẽ ra chiêu rất là nhiều. Và chiêu thứ tư, Boudica sẽ có một chiêu theo tỷ lệ nhá, các bạn sẽ có 5% cơ hội gây thêm 50% sát thương này, 3% cơ hội gây thêm 100% sát thương, và 2% cơ hội gây thêm ở đây đó là 150% sát thương nhá. Tổng cơ hội ở đây nó là 10% đó, và sát thương ở đây là tăng cả sát thương trắng và sát thương đỏ luôn. Có nghĩa là con Boudica này nó có tỷ lệ ra chiêu mạnh hơn rất là nhiều nếu mà kích được cái chiêu 4. Chiêu cuối của Boudica thì lại là một cái chiêu nâng cấp. Anh em chưa mắc hết tất cả chiêu Boudica ấy thì sát thương chỉ là 600 thôi, nhưng các bạn mắc hết rồi thì sát thương nó tăng lên 1000. Đó nên là Boudica mắc nghĩ là một con tướng tím rất là mạnh và đa dụng nha. Các bạn có thể dùng Boudica để đánh nhau này, các bạn dùng Boudica để đánh man rợ hoặc là đánh pháo đài, mình thấy là tất cả đều ổn hết nha anh em. Tiếp theo chúng ta có là Tôn Tử, thì Tôn Tử vẫn được những người chơi trong Dragon Kingdom mệnh danh là một con tướng tím cận cam rồi. Ở Tôn Tử các bạn có thể sở hữu khi chọn quốc gia khởi đầu là Trung Quốc và sở hữu một bộ skill có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Các bạn sẽ có chiêu 1 tấn công lan 5 mục tiêu nha anh em. Đó, và hệ số cũng tương đối cao 800. Ngoài ra thì chiêu của Tôn Tử ấy còn gây thêm sát thương cho các mục tiêu này ở 200 vào cái lượt tiếp theo, tức là tổng sát thương của Tôn Tử sẽ là 1000 cho 5 mục tiêu nha. Mạnh gần bằng một số tướng cam ở giai đoạn đầu đấy. Ngoài ra thì càng nhiều tướng bị trúng skill này thì Tôn Tử sẽ càng nhận được nhiều nộ hơn, 50 nộ cho mỗi mục tiêu. Như vậy với 4 mục tiêu thôi thì Tôn Tử có thể nhận lên tới là 200 nộ, nó một cái lượng nộ rất là lớn anh em. Ở chiêu 2 của Tôn Tử thì là một chiêu đồn trú nha. Đồn trú thì có thể giúp bạn phòng thủ thành phố của bạn ở giai đoạn đầu game. Tuy nhiên thì không ai dùng tướng tím để thủ công trình cả. Chiêu 3 các bạn sẽ có một chiêu là giảm sát thương phải chịu xuống 10% và tăng sức khỏe bộ binh lên 10%. Cái giảm sát thương phải chịu rất là ngon, nó sẽ giúp các bạn giảm cả sát thương trắng và sát thương đỏ, tức là sát thương kỹ năng ấy, giúp các bạn trâu hơn, Tôn Tử trâu hơn. Đó, ngoài ra sức khỏe bộ binh cũng là một chỉ số rất là ngon. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có một chiêu tăng sát thương kỹ năng gây ra thêm 20%. Đó, các bạn hoàn toàn có thể kết hợp Tôn Tử với cả những vị tướng cam nha, bởi vì cái hiệu ứng tăng sát thương kỹ năng này nó rất là ngon. Những cái chiêu mà càng nhiều sát thương kỹ năng ấy thì Tôn Tử sẽ càng phát huy chiêu 4. Thậm chí các bạn có thể kết hợp kiểu Tôn Tử với Boudica hồi nãy mình vừa giới thiệu cho anh em ấy, nó cũng rất là mạnh nha, kiểu một cặp tướng dạng ở nuker xả kỹ năng rất là mạnh anh em. Chiêu chuyên môn của Tôn Tử thì đơn giản là nâng cấp chiêu 1 của Tôn Tử thôi. Đó, chiêu 1 của Tôn Tử khi các bạn chưa nâng cấp thì khá là yếu nha, sát thương tổng chỉ có là 450 cộng 150 là 600 này. Ngoài ra thì Tôn Tử chỉ gây sát thương 3 mục tiêu. Đó, nhưng mà khi mà nâng cấp max skill Tôn Tử thì cái mức sức mạnh Tôn Tử đạt được là rất lớn anh em. Đối với Tôn Tử thì các bạn có thể sử dụng ở rất là nhiều vị trí, nhưng mà phổ biến nhất có lẽ vẫn là đánh open field cũng như là đánh trong hoàng hôn hẻm núi. Và vị tướng cuối cùng mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là con tướng Imhotep tới từ nền văn minh Ai Cập nhá. Các bạn có thể chọn quốc gia khởi đầu là Ai Cập để sở hữu vị tướng này. Đây là một vị tướng tím có thể nói là mới nhất game ở thời điểm hiện tại rồi. Các bạn sẽ có một chiêu 1 không gây sát thương nha anh em, nó khá là lạ đúng không? Nếu như chúng ta có Doan là búp cho bản thân và đồng đội thì Imhotep ấy lại là một con tướng gọi là gây hiệu ứng bất lợi lên đối phương nha. Ở trong vòng 3 giây thì đối phương sẽ nhận vào 30% sát thương. Đó, đây là một cái lượng sát thương nhận vào rất là lớn, các bạn có thể giúp những con tướng khác xả skill mạnh hơn và đánh thường mạnh hơn tới 5 mục tiêu bị ăn cái debuff này. Đó, và khi mà Imhotep là chỉ huy phụ thì mục tiêu sẽ bị giảm nộ ở 50 mỗi giây trong 3 giây. Như vậy thì đối phương sẽ bị giảm tổng cộng là 150 nộ, nó rất là ngon anh em. Imhotep thì các bạn chỉ dùng để đi phụ thôi chứ đừng dùng để đi chính. Ở chiêu 2 của Imhotep cũng là một chiêu mình nghĩ là khá là được búp ở những cái giai đoạn sau ấy, khi mà được tăng tới là 15% công cung và 15% thủ cung. Ở cái lượng chỉ số này rất là lớn anh em, tổng tới 30% chỉ số cho cung, nó rất là tốt. Ở chiêu 3 là một chiêu tăng phần trăm máu khi mà đồn trú, thì tương tự như Tôn Tử thôi, cũng không ai dùng Imhotep để đép cả. Và cuối cùng là chiêu 4 thì các bạn sẽ có 10% gây cái hiệu ứng giảm 15% sát thương kỹ năng gây ra lên đối phương trong 3 giây. Tổng kết lại thì Imhotep là một vị tướng thiên về cái khả năng debuff cũng như là đi phụ hỗ trợ cho những đạo quân khác ở trên open field nha anh em. Ở đây là một con tướng mình nghĩ là có khá là nhiều đất dụng võ khi các bạn có thể dùng để đánh open field và đánh hoàng hôn rất là tốt. Và sau đây mình sẽ show cho anh em bảng tài năng của 5 vị tướng trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là Imhotep luôn. Thì Imhotep thì như mình đã nói rồi, đó là anh em chỉ dùng Imhotep để đi phụ thôi. Tuy nhiên nếu mà các bạn chưa có những cái vị tướng khác cấp 60 ấy, thì các bạn có thể dùng Imhotep đi chính tạm cũng được. Thì ở đây là bảng tài năng Imhotep nha, tận dụng cái nhánh hỗ trợ cũng như là sẽ có thêm cái hiệu ứng làm chậm tới thời điểm lồng gai. Như vậy Imhotep sẽ trở thành con debuff cực kỳ toàn diện anh em. Các bạn sẽ đánh đổi khả năng giảm nộ khi đi phụ của Imhotep để lấy khả năng làm chậm nhá. Tiếp theo chúng ta có bảng tài năng của Belisarius. Thì đây là bảng tài năng của Belisarius mắc tốc độ chạy để các bạn sử dụng để đi móc mỏ. Ngoài ra thì các bạn có thể cộng full nhánh vàng kết hợp với nhánh xanh để đi farm man rợ được tốt hơn.
Tiếp theo chúng ta có là bảng tài năng của Boudica. Thì đây là bảng tài năng sẽ giúp các bạn có thể vừa đánh open field kết hợp với lại farm man rợ một phần nhá. Ở đây thì mình quyết định là không lấy cái điểm săn tìm chiến tích, bởi vì nó cộng thêm tài nguyên thật sự là đầu game cũng khá là ok đấy. Nhưng mà các bạn mà muốn một bảng tài năng vừa đánh nhau vừa farm man được thì đây là cái lựa chọn duy nhất rồi, bởi vì cái bảng tài năng kết hợp của Boudica thì nó rất là yếu nhá. Các bạn có thể tìm hiểu về cái sức mạnh của bảng tài năng kết hợp ở cái video hướng dẫn cái bảng tài năng màu đỏ mình có post trên kênh Roy Kingdom Việt Nam rồi. Tiếp theo chúng ta có bảng tài năng của Doan Tím. Thực ra Doan Tím thì các bạn chỉ nên dùng để đi phụ thôi, các bạn có thể cộng như thế này để đi farm tài nguyên nó tốt hơn. Ngoài ra nếu các bạn muốn dùng Doan đi chính thì thật sự là không có nhiều đất dụng võ lắm, các bạn có thể cộng bảng tài năng như sau để cho Doan đi chính đánh ở trong hoàng hôn hẻm núi nhá. Nhưng mà mình thì mình vẫn khuyến khích anh em đó là cộng full nhánh vàng để đi farm cho nó dễ hơn. Và cuối cùng thì chúng ta có bảng tài năng của Tôn Tử nhá. Tôn Tử thì các bạn có thể cộng bảng tài năng như sau để đánh nhau trên open field. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn đép nhà một Tôn Tử thì các bạn cũng có thể cộng bảng tài năng này. Tuy nhiên có lẽ nó chỉ áp dụng đối với những cái bạn mà mới chơi tầm khoảng vài chục ngày thôi, thì khi mà cái người chơi tấn công các bạn ấy họ cũng còn yếu. Chứ về sau thì mình cực kỳ không khuyến khích anh em đó là dùng Tôn Tử để đép nhà nha các bạn. Và vừa rồi mình vừa mang cho các bạn đó là 5 vị tướng tím tốt nhất mà người chơi mới có thể sử dụng ở năm 2023 khi ở bắt đầu với tựa game Roy Kingdom. Liệu đâu sẽ là vị tướng mà các bạn bắt đầu để lựa chọn với tựa game này? Anh em nhớ ấn like và đăng ký kênh trên kênh YouTube của Roy Kingdom Việt Nam để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye! Viết nên lịch sử của chính mình.